Chào tất cả các bạn, chúng ta lại tiếp tục đến với bài số 9 về hướng dẫn lập trình website. Ở bài trước tôi đã hướng dẫn các bạn tạo cơ sở dữ liệu và kết nối đến cơ sở dữ liệu để chèn cái dữ liệu của mình vào. Cụ thể như sau. Giờ trước chúng ta đang dừng lại ở đây, đúng nhỉ? Chúng ta đã tạo được một cái danh sách loại tin và một cái tạo được cơ sở dữ liệu có tên là BNWeb, đúng nhỉ? Và tôi đã dẫn các bạn tạo được một cái bảng loại tin và chúng ta đã chèn được các cái loại tin vào trong cái bảng loại tin này, đúng nhỉ? Chúng ta đang dừng lại ở cái điểm là đang bị mắc cái chỗ là khi chúng ta thêm một loại tin thì nó sau khi chúng ta thêm xong thì nó lại không không quay trở lại, đúng nhỉ? Đang mắc đoạn đó, đúng không nhỉ? Giờ tôi lấy ví dụ như sau. Bây giờ các bạn để ý, bây giờ chúng ta đang đứng ở index BN bằng loại tin. Ta cứ hình dung như sau. Cũng giống như chúng ta đầu tiên chúng ta ở nhà, đúng không nhỉ? Sau đó chúng ta đến cơ quan, chúng ta làm việc sau một ngày, sau đó chúng ta lại quay trở về nhà, đúng không? Như ở đây, tôi lấy cái ví dụ đấy cho nó dễ hiểu. Ở đây khi chúng ta nhập một cái loại tin vào đây, ví dụ tôi loại tin là thể thao đây, đúng không? Có thứ tự là bằng 8 chẳng hạn. Thì sau khi tôi nhấn vào cái nút submit thêm loại tin này, đúng không? Thì cái chữ thể thao và cái thứ tự này hiển thị, vâng, nó sẽ được gửi đến cái file index vào giờ trước. Xin lỗi các bạn. Sẽ gửi đến cái file tập tin xử lý, đúng không? Sau khi nó xử lý xong thì nó lại phải quay về cái vị trí này, vẫn là cái vị trí ban đầu này để chúng ta nhập tiếp hoặc như nào đó. Nhưng ở giờ trước thì chúng ta nó lại không quay lại, đúng không? Nó đang bị lỗi chỗ đấy. Rồi bây giờ tôi sẽ nhấn lại, các bạn để ý đường dẫn này nhé. Để ý cái đường dẫn này, nó sau khi tôi nhấn vào nút submit thêm loại tin thì nó sẽ chạy đến cái file index, đúng không? File xử lý. Bạn để ý. Đấy, đấy, tức là tôi đã xử lý xong nhưng nó lại không quay về nhà, đúng không nhỉ? Các bạn chú ý là bây giờ nó đang đứng ở cái tập tin. Tức là làm việc xong lại không quay về nhà, đúng không? Tức là quay vị trí ban đầu. À, giờ trước tôi nhớ không nhầm nó đang bị báo lỗi ở đây, đúng không nhỉ? Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục như sau. Để cho nó muốn quay trở lại vị trí ban đầu thì ta sẽ làm như sau. Giờ trước tôi đã hướng dẫn rồi, đã làm rồi nhưng nó đang bị lỗi. Thì giờ tạm thời ta quay thủ công đi. Đấy thì nó quay về. Để nó quay về thì chúng ta sẽ đặt cho nó một cái lệnh, một cái câu lệnh vào đây. Câu lệnh header location 2 chấm gạch chéo 2 chấm gạch chéo index. Tức là đây là cái đường dẫn là lúc ban đầu, đúng không nhỉ? Đấy, tức là ban đầu đang đứng ở vị trí index bên hỏi chấm bn bằng loại tin. Thì sau khi xử lý như tôi cho các bạn xem lúc nãy thì nó nhảy đến trang xử lý. Xử lý xong sẽ về đây. Còn hai cái dấu hai chấm này có nghĩa là thế nào? Cái dấu này có nghĩa là thoát ra khỏi vị trí ban đầu rồi. Đây, tôi ấn quay lại tí. Có phải lúc nãy sau khi xử lý xong thì nó đang đứng ở vị trí này, đúng không? Chúng ta đang đứng ở vị trí xử lý tập tin. Thế muốn quay về index thì chúng ta phải thoát ra cái chấm thứ nhất, hai chấm, tức là thoát ra cái thoát khỏi thư mục quản lý tin này. Đấy là cái chấm thứ nhất, đúng không? Chính là cái chấm thứ nhất này này. Đây chính là thoát ra khỏi tập tin thư mục quản lý tin, đúng không? Cái thứ hai là cái thoát thứ hai là thoát ra khỏi cái thứ nhất này, đúng không? Cái thứ hai là thoát ra khỏi cái từ module này, cái tập tin module này để quay trở lại trang index. Bởi vì cái index của chúng ta nằm ngoài module. Đây theo cấp tính, theo cấp bậc là xử lý này. Sau ra khỏi tập tin này, quản thư mục quản lý tin này, ra khỏi thư mục module này và đến kết nối với index. Index nằm ngoài, các bạn để ý theo tầng cấp index nằm ngoài, đúng không? Đấy là tôi giải thích cái dấu 3 chấm, dấu 2 chấm này thoát ra để quay lại.
Rồi bây giờ tôi sẽ cho cái đường dẫn này vào đây thì tôi new lại nhé. Bây giờ tôi sẽ nhập lại. Bây giờ lúc nãy tôi nhập từ thể thao đúng không nhỉ? Bây giờ tôi cho từ sức khỏe đi, hay là quản lý về xã hội đi, hay là đời sống cái gì cũng được, hay là máy tính đi. Máy tính tôi cho vị trí số 9 chẳng hạn. Bây giờ tôi nhấn xem nó có quay trở lại không. Rồi đấy. Đấy các bạn thấy là nó xong rồi. Nó sẽ không chạy đến cái tập tin, nó lại quay trở lại y như lúc ban đầu này. Nhưng bây giờ chúng ta phải kiểm tra trong cơ sở dữ liệu của mình xem có từ máy tính không. Ấn nút refresh này. Ở đây thì đã có từ máy tính và đang nằm ở vị trí số gì? Số 9. Đấy. Vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn là chèn được vào cơ sở dữ liệu của mình đúng không? Rồi quay trở lại vị trí ban đầu. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn tiếp các bạn để sao cho nó hiển thị được cái nội dung tập tin nó lên trên cái bảng loại tin này để chúng ta xem, chứ không phải lúc nào ta cũng cứ vào đây để ta xem đúng không nhỉ? Không phải lúc nào cũng vào đây để xem, hoặc là không lúc nào cũng không phải vào đây để gì? Để xóa đúng không? Vậy thì nó hiển thị lên như thế nào thì ta sẽ làm như sau. Ở cái phần hiển ở cái phần phần hiển thị này nó nằm ở cái mục nó nằm ở cái liệt kê đúng không nhỉ? Liệt kê các loại tin ở đây. Thì ta sẽ mở cái tập tin liệt kê lên. Đây chính là tập tin liệt kê. Mà ở đây tôi mới gõ tạm mấy cái chữ này để cho nó hiển thị lên. Bây giờ tôi sẽ cho nó hiển thị trong cơ sở dữ liệu của mình. Giống như cái trang web mà tôi đã làm đầy đủ rồi. Đây, ví dụ như là đây, nó hiển thị lên trên này, đúng không nhỉ? Thì chúng ta xem hay sửa hay xóa, chúng ta chỉ việc xóa ở đây thôi. Ta xóa đi một cái loại tin viết phần mềm ở mục này, ta xóa đi. Đấy, thì không cần phải vào trong cơ sở dữ liệu, hoặc là ta thêm ở đây. Ta thêm một loại tin mới này, ví dụ 8888 này. Thứ tự là này, 9 này. 88 này. Thêm vào. Đấy, và nó hiện ở đây luôn, đúng không? Nó hiện ở trên đây luôn. Thứ tự 9 này. Sửa đúng nha. Sửa lại thành 889999 này đúng không? Rồi ok. Thì nó lại chuyển lên đúng không? Thành 999. Thì tiếp theo ta quay lại bài. Đó chính là sửa tập tin này. Bây giờ để nó hiển thị được lên cái tập tin đó, tôi sẽ phải thực hiện một cái câu lệnh truy vấn. Câu lệnh truy vấn như sau. Nằm trong cái câu lệnh truy vấn của thẻ PHP, của PHP, tôi mở một cái thẻ PHP ở đây. À đây, cái này tôi đặt nó ngược một tí. Rồi ok. Trong câu lệnh, trong cái PHP này, tôi sẽ sử dụng một câu lệnh đó, một cái hàm ở một cái biến, một cái biến Dona. Tôi đặt tên của nó là SQL, bởi vì là nó liên quan đến cơ sở dữ liệu tôi đặt. Chúng ta thích đặt cái gì đặt, tùy chúng ta. Tôi sẽ dùng câu lệnh. Rồi ta dùng dấu giấy kép cho nó đóng luôn. Select sao. Cái từ select này ta viết thường hoặc viết họa cũng được. Select sao. Tôi sẽ viết tí nữa tôi sẽ giải thích sau. Form. Loại tin. Tức là cái biến này có tên là SQL. Lựa chọn cái form loại tin, tức là lựa chọn cái bảng loại tin. Cái dấu sao ở đây có nghĩa là lựa chọn tất cả. Và nếu chúng ta không, ví dụ như sau này trong cái bảng loại tin này
nó có mấy cột? 1, 2, 3, 4 cột. Thì bên đây ta lựa chọn tất cả các cột thì ta dùng gì? Sao? Còn nếu chúng ta chỉ lựa chọn mỗi một cái cột loại tin này thôi thì chúng ta liệt kê nó ra. Chúng ta chỉ dùng mỗi chữ loại tin. À, tên loại tin. Tên loại tin. Thế thôi. Hoặc là chúng ta lượt chỉ lấy một cái cột trạng thái, à, hai cột, cột trạng thái thì chúng ta phẩy trạng thái. Đấy. Tức là ta lấy cột nào thì ta lựa chọn, ta gõ tên của cột đó ra. Còn nếu ta lấy tất cả thì ta gõ tất cả ra. Nhưng mà thay vì gõ tất cả thì nó dài, thì tôi sẽ gõ bằng một chữ, đó là sao, cho nó nhanh gọn. Các bạn hiểu không? Đây là mới chỉ là cái định, chỉ là cái hướng, tức là chỉ là cái lựa chọn cái form và hướng thôi. Còn lấy dữ liệu như thế nào thì chúng ta lại dùng tiếp một câu lệnh nữa, ta lại dùng tiếp một cái biến nữa. Lấy cái dữ liệu đó ra để lưu trên cái tập tin này. Bây giờ tôi lấy, tôi vẫn vẫn biến, bởi vì đây là đang cột loại tin nên tôi đặt tên của nó là loại tin để nó đỡ bị nhầm. Tôi nói lại, cái tên này chúng ta muốn đặt là cái gì đặt. Tôi dùng câu lệnh MySQL. MySQL query. Những câu lệnh này chúng ta phải có, nhiều khi chúng ta phải tự nhớ thôi, nó quẩn đi quẩn lại, nó chỉ có mấy cái câu lệnh này thôi. Đóng ngoặc luôn, chấm phẩy luôn để đóng query cái biến này mà chúng ta vừa mới định nghĩa ở trên, để cho nó lấy, để cho nó new. New cái gì? À, query đây bằng. Tức là vậy là bây giờ chúng ta đã có một cái bảng. Tôi nói lại là toàn bộ cơ sở dữ liệu chúng ta đã được lưu trong một cái bảng này. Bảng này có tên là loại tin, gồm có 4 cột, là được lưu trong một cái nơi, nó gần, các bạn giống hình dung nó như một cái kho đấy. Chúng ta lưu nó ở trong đây, toàn bộ những cái chữ chúng ta gõ nó đều lưu trong đây. Vậy thì bây giờ tôi sẽ dùng cái câu lệnh tôi lấy nó ra ngoài. Đó chính là cái biến Dona loại tin này. Hiện tại toàn bộ cái dữ liệu, cái bảng 4 cột đó, đây này, tất cả các cột mà tôi vừa nói, nó được lấy ra ngoài và lưu tạm thời ở đây. Hình dung là bây giờ dữ liệu ta để trong kho, sau đó lại lấy vận chuyển lên ô tô để lưu tạm thời đấy, đúng không? Thì tức là hiện tại bây giờ chúng ta đã có một cái bảng nằm trên cái tập tin index, à, xin lỗi các bạn, tập tin liệt kê, lấy ra đây lưu tạm thời ở chỗ này. Đây chính là câu lệnh truy vấn lưu tạm thời đây. Thì các bạn lưu ý cái này nhé, nó liên quan đến cái này. Sau đó lại có cái lấy cái này. Cái này là cái tên chúng ta đặt. Thì bản thân cái gì của nó là bên cái mà chúng ta cần cần thực hiện nó bên đây. Đúng không? Tiếp tục, và đây là lấy, tóm lại là bây giờ nó đã có một cái bảng lưu chữ ở trên đây rồi. Thì giờ muốn, mục đích của chúng ta là đã lấy ra ngoài này rồi, lưu ở trên đây rồi. Bây giờ chỉ muốn sao cho nó hiển thị lên trên cái những cái chỗ này thôi, đúng không? Để ra cái trang bên ngoài này nó hiển thị lên những chỗ này, những cái ô này thôi. Vậy thì chúng ta sẽ dùng một cái vòng lặp, tức là mỗi một cái gì nó lại vào một cái, mỗi một cái TD, một cái thẻ TD này lại lại new một dòng. Ví dụ như cái thẻ TD thứ nhất là new dòng thứ nhất. New dòng thứ nhất là cái ID. Thẻ TD thứ hai là ni tên loại tin, thẻ thứ ba là thứ tự. Đây ví dụ như là từng dòng ấy. Dòng thứ nhất là nêu tên loại tin, dòng thứ hai nêu ID, dòng thứ ba thứ tự, trạng thái vân vân. Đấy, loại loại ấy. Thì để lưu được những cái dòng đó thì ta sẽ phải dùng một cái vòng lặp while để lấy từng dòng một. Ta sẽ dùng một cái vòng lặp while. Vòng lặp while. Mở ngoặc luôn. Đóng ngoặc và tôi tách nó ra một cái bảng khác đi. Đấy.
No. Cho nó nuôi nuôi lên tí. Tôi sẽ sử dụng một cái vòng lặp quay. Tôi đặt tên là biến Dona dòng. Biến Dona dòng. Dona dòng. Cái chữ Y này tôi viết nhầm một tí. Tôi sẽ sử dụng một cái vòng lặp Y để được sử dụng một cái biến đô la dòng để ghi lại từng dòng một. Ta đặt tên là dòng hay là ta cột cũng được mà nhỉ. Một cái biến đô la dòng này bằng MySQL fetch array. Fetch array. Đô la loại tin. Tôi copy cái này xuống. Đặt vào trong cái ở đây. Tức là cái vòng lặp này nó sẽ lấy ra từng dòng một. Lấy ra dòng thứ nhất hiển thị lên trên đây. Lấy tiếp dòng thứ hai hiển thị lên đây. Lấy tiếp dòng thứ ba, lấy bao giờ hết thì thôi, ở trong đây có bao nhiêu cái dòng, bao nhiêu cái cột thì lấy hết, đúng nhỉ? Lấy hết thì tự nó sẽ thoát ra, đúng không? Đấy là công việc thứ nhất đã xong. Bây giờ lấy rồi thì bây giờ chúng ta sẽ hiển thị nó lên trên này. Ở cái cột thứ nhất ta đã dự định là ta đang dự định là số thứ tự, đúng nhỉ? Số thứ tự. Số thứ tự ở đây là số thứ tự khác với số thứ tự này, đúng nhỉ? Số thứ tự này là nó là cái thứ tự trên cái website của mình. Còn thứ tự này là theo thứ tự thông thường thôi. Đúng nhỉ? Đây này, thứ tự này là thứ tự của cái, nó khác với cái thứ tự, cái thứ tự nằm ở trên cái đây này, ví dụ như là vị thứ tự thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu này. Đấy là cái thứ tự. Thế vậy thì tôi dự định là cái cột thứ nhất là nó là số thứ tự thì ta tạm thời để đấy đã. Cột thứ hai ta định hiển thị cái gì? Cột thứ hai là ta để ý là cột thứ hai chính là tên loại gì? Tên loại tin, đúng không? Tên loại tin. Ở trên đây nó viết thiếu một chữ đúng không nhỉ? Cột thứ hai là tên loại tin thì ta sẽ cho một cái câu lệnh echo vào đây. Một cái cặp thẻ PHP vào đây. Sau đó ta dùng echo. Echo cái gì? Echo cái đô la dòng. Cái đô la dòng. Cái dòng mà ta vừa lấy ra từng dòng một đấy. Echo đô la dòng. Echo đô là dòng tên loại tin đúng không nhỉ? Tên loại tin. Tức là dòng thứ nhất ta định cho tên loại tin đây. Bây giờ tôi xóa đi, tôi copy cho nhanh. Copy đi xong sửa. Dòng thứ hai. Dòng thứ hai là gì? Chính là ID loại tin đúng nhỉ? Ta thích hiển thị cái gì nên thì ta ID loại tin. Dòng thứ ba là trạng thái. Dòng thứ ba là thứ tự. Dòng thứ thứ tư mới là trạng thái đúng nhỉ?
Dòng thứ ba chính là thứ tự. Rồi. Tiếp theo, dòng thứ nhất tôi định cho một cái thứ tự thì đầu tiên ta phải dùng một cái biến đô la, biến y. Đô la y. Đô la y. Gán cho nó vòng một đây. À xin lỗi các bạn, phải đặt nó trong cái vòng lặp while này. Ở trong cái thẻ PSP này. Tức là ô thứ nhất, cột thứ nhất là tôi biến gán ở đây. Echo. Echo. Donai. Chấm phải ở đấy. Đúng chưa? Bây giờ ta chạy thử. Tất nhiên là những cái này vẫn chưa chạy được, tí tôi sẽ giải thích, nhưng mà cái này nó rồi. Ta chạy thử xem nhé. À, lỗi dòng số 19 của tập tin liệt kê vẫn chưa được. À, ở đây nó thiếu mất một cái dòng số 19 này, nó chưa nhận được, tức là chưa nhận được dòng nào, chưa nhận được chưa lấy được dòng nào. Rồi chúng ta tạm thời có lẽ nó thiếu cái dấu ngoặc, dấu nháy này chắc, dấu chấm là đúng rồi, thiếu một cái dấu chấm này nên mà nó báo lỗi. Ta chạy lại thì xem. Đấy, ok. Nhưng mà tuy nhiên vẫn còn báo lỗi, ta tạm thời cứ bình tĩnh đã. Vậy nó đã kiểm soát được một cái số 1 ta đánh vào ô đầu tiên, còn những chỗ này tạm thời thì chưa gì, ta sẽ xử lý tiếp theo. Cái vòng lặp while này ta sẽ cho nó một cái bởi vì ta đang sử dụng giữa giữa một cái thẻ, ở đây là thẻ mở đây, giữa một cái thẻ giữa câu lệnh PHP và câu lệnh ở đây ta thiếu một cái thẻ mở, thẻ đóng đúng không nhỉ? Ta thiếu một cái thẻ đóng này. Rồi. Ta sẽ đóng. Tức đây là thẻ mở đúng không? Và đây là thẻ đóng. Với một cái thẻ mở, thẻ đóng này nó đặt giữa các cái thẻ TD ở trong đây thì nó sẽ không hiểu đúng nhỉ? Hay nói khác là các bạn lưu ý là ta đang dùng một lúc vừa vừa PHP lại HTML đúng nhỉ? Thế mà cái thẻ này nó thuộc về cái thẻ HTML đúng không? Vì vậy nên là cái thẻ của PHP mà chúng ta đặt đây là thẻ mở này, thẻ đóng này, cái script script đóng này thì nó sẽ không hiểu, thì chúng ta sẽ phải đặt nó trong một cái đấy. Ta sẽ phải đặt nó trong một cái script của PHP. Giờ để cho nó tiện
để cho nó, tôi gõ cho nó nhanh, tôi tạm thời ngừng một tí. Ở đây chúng ta chạy nó vẫn báo một cái lỗi, này đúng nhỉ, là do chưa kết nối được với cái, bây giờ để nó, ta sẽ phải sửa lại cái file index, không phải sửa file index mà cái file index này ta phải cho nó một cái kết nối đến cơ sở dữ liệu. Cái file index của cái module này, à của cái file index của cái admin. Rồi ok. Cái file index này nó nằm ngoài module, mà cái file collect thì lại nằm trong module, đúng không nhỉ? File collect này nằm trong cái module này. Vì vậy nên ta phải thêm cái module này vào đây. Về cái đường dẫn cái này tôi giải thích nhiều lần rồi đúng không nhỉ? Tùy theo chúng ta đặt ở đâu. Rồi ok, giờ ta chạy lại xem. Rồi. Nó hết. Nó sẽ không báo lỗi nữa đúng không? Và nó đã hiển thị được lên các cái thứ tự ID, rồi các cái trạng thái, một thứ tự này, trạng thái đúng không, tức là cái bảng của chúng ta nó như thế nào, cái bảng ở trong đây, ở trong cái này nó như thế nào, có bao nhiêu cái thì nó hiện hết lên, thế giới, kinh tế, ai đấy, ID, rồi số thứ tự. Số thứ tự này là số thứ tự chúng ta đặt ở, tùy chúng ta nhé, thứ tự này thứ tự hiển thị trên cái trang của chúng ta thôi. Trạng thái kinh tế này đang ở trạng thái không hiển thị đúng không, còn bên đây là ID, nhưng ở bên đây tại sao nó lại hiện thứ tự bên này nó chỉ một một thôi nhá, còn đây ID là thứ tự này. Nếu chúng ta gõ vào, người ta thêm một loại nữa, ví dụ như là sức khỏe đi, sức khỏe thứ tự này chúng ta gõ vào đây là 5, vị trí thứ 5 rồi ok đấy, thì nó sẽ lên một cái sức khỏe ở vị trí thứ 5, còn đây nó vẫn 11 bởi vì do câu lệnh của chúng ta ở đây chưa hoàn thiện. Ở đây chúng ta đặt một cái câu lệnh là, đây chúng ta đặt cái câu lệnh nó ở dòng thứ nhất, tôi echo cái y, cái biến dona y, vì vậy nó cứ một một mãi, vì đây ta gán cho nó là dona y bằng một rồi đúng không, vậy thì để các cột tiếp theo muốn nó tăng lên thì chúng ta phải dùng một cái biến dona y nữa ở đây, nhưng mà dona y cộng cộng, Dolly cộng cộng có nghĩa là cứ mỗi một dòng ta lại cộng thêm một một số vào. Vậy thì dòng 1 là 1, cộng thêm thì là 2. Bây giờ ta chạy lại. Đấy, ok, nó đã lên gì? 5. Rồi. Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Nó hiện lên chữ sửa ở đây và chữ xóa. Thì chúng ta sẽ muốn sửa xóa nó thì ta sẽ làm thế nào? Rồi. Thì bài số tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa xóa. Ở bài này thì tôi hướng dẫn các bạn là hiển thị nó được lên gì? Lên trên này. Ở bài tiếp theo tôi hướng dẫn các bạn sửa xóa, mà không phải chúng ta vào đây mới xóa được đúng không? Đây. Không phải chúng ta vào đây mới xóa được cái mỗi lần vào đây thì rất là bất tiện đúng không? Thì chúng ta xóa luôn ở ngoài trang quản trị này luôn, cũng như là hiển thị xem ở đây. À, trước khi sang phần sửa xóa thì tôi xin nói thêm một tí này nữa. Ở đây cái trạng thái này nó ghi là một một không thì chúng ta không hiểu được đúng không? Chúng ta quy ước chúng ta hiểu, bởi vì là một ở đây tức là hiển thị, không là không hiển thị. Đấy, bây giờ tôi sẽ cho nó hiển thị thẳng chữ, thay số 1 này bằng chữ hiển thị và thay số 0 này bằng chữ không hiển thị để chúng ta dễ hiểu hơn.
Giờ tạm thời tôi cho cái dòng này trạng thái này xuống bằng cách như sau. Tôi sẽ dùng một cái vòng lặp while, à xin lỗi các bạn, một cái câu lệnh điều kiện if đô la dòng. Nếu cái đô la dòng mà cái đô la dòng này này rồi mà bằng 1, nếu đô la dòng trạng thái mà bằng 1 trạng thái đô la dòng trạng thái mà bằng 1 bằng, ta biểu thị bằng hai dấu bằng, bằng 1. Còn đây là dấu bằng này khác, dấu bằng này là ta gán, gán cho nó bằng 1. Nếu chỉ có một dấu bằng thì là gán cho nó bằng 1. Còn cái này là bằng 1. Các bạn phân biệt hai cái đấy. Nếu if là nếu mà nếu cái đô la dòng mà có trạng thái bằng 1 thì ta sẽ làm gì? Thì ta sẽ echo. Đây. Mở cái ngoặc này ra. Và đóng nó luôn. Mở rồi phải đóng luôn tí quên. Tôi cho cái tiếng thôi để tiếng Việt đi tí nữa. Thì sẽ echo cái này. Thì echo thay vì echo cái dòng này thì hãy echo cái hiển thị này. Echo cái chữ này. Echo cái chữ hiển thị vào cái trong cái ô đấy. Còn không, còn nếu không là bằng 1 L nếu không bằng 1 thì echo cái chữ không hiển thị. Không hiển thị. Rồi. Đây ta xóa một cái chữ này đi. Nó bị thừa một chữ đúng không nhỉ? Thừa một cái à? Ở đâu? Thừa một dấu. À ta thiếu một cái dấu thiếu một cái dấu đóng. Rồi. Nó báo đỏ chỗ nào nhỉ? Câu mở này. Đóng này. Đóng này. Mở này. À nó thừa cái thằng này. Rồi ok. Tức là cái trạng thái này giờ ta thay bằng cái câu lệnh này. Vẫn nằm trong cái đóng này, mở này đúng không? Nhưng ta thay bằng câu, nếu cái đô la dòng trạng thái mà gán nó bằng 1 thì hiển thị cái chữ hiển thị. Còn không thì hiển thị cái chữ không hiển thị. Giờ ta sẽ chạy lại cho xem. Rồi ok. Hiển thị và không hiển thị. Rồi. Ở bài tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo thêm một cái nút sửa. Ví dụ như là giả dụ như cái chữ sức khỏe là chúng ta viết lại thiếu mất một cái dấu, đúng không? Sức khỏe giờ muốn sửa thì làm thế nào? Chỉ nhã lại xóa đi thì ta lại phải sửa được nó, đúng không? Sức khỏe thì thiếu dấu sắc. Rồi, ở bài sau tôi hướng dẫn các bạn tạo thành cái sửa. Rồi, cuối cùng chúc các bạn thành công.